Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ trên VTC14. Chương trình ngày 2 tháng 3 sẽ có các thông tin sau: ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy tại các siêu thị, trung tâm mua sắm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của phóng viên VTC14 trong tiểu mục khu dân cư an toàn. Còn trong tiểu mục điều cần biết, chương trình sẽ hướng dẫn người dân cách tránh ngạt khói và lửa khi có đám cháy phát sinh ở khu nhà cao tầng. Trước khi đến với các thông tin này, hãy cùng đến với cháy nổ 24 giờ. Đêm 1 tháng 3, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng sản xuất sơn mài nằm trong khu dân cư đông đúc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày tại xưởng sản xuất sơn mài Thanh Bình Lê, đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng 280m2. Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng. Tuy diện tích trung bình, nhưng do nhà xưởng nằm trong khu dân cư đông đúc, nên sự cố này khiến nhiều người dân hoảng loạn, tháo chạy trong đêm. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 23 giờ, ngọn lửa đã được khống chế và không gây cháy lan sang các nhà hộ dân xung quanh. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều sản phẩm sơn mài bị thiêu rụi. Ghi nhận ban đầu, mái tôn khung sắt của nhà xưởng đã bị đổ sập. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Liên tiếp các vụ cháy xe khách vừa qua đã làm cho nhiều người đặt vấn đề đối với xe máy. Theo các chuyên gia, nguyên nhân cháy xe máy có thể đến từ sự cố chập điện, nổ bình xăng hoặc hở đường dẫn điện. Để phòng chống cháy nổ cho xe máy, người sử dụng phương tiện cần kiểm tra và thực hiện bảo dưỡng xe thường xuyên. Nguyên nhân cháy xe máy thường gặp nhất là do IC, cầu chì, ắc quy, đảm nhận vai trò điều khiển toàn bộ hệ thống điện gặp trục trặc. Khi các bộ phận này làm việc không ổn định sẽ dẫn đến tình trạng chập điện gây cháy xe. IC không hoạt động ổn định, ắc quy gặp vấn đề. Được thiết kế nằm gần bình xăng nên khi gặp sự cố đoạn mạch, lượng hóa chất trong ắc quy nóng lên, thể tích bị nở ra sinh ra nhiệt độ cao gây nổ ắc quy. Một nguyên nhân khác gây ra sự cố cháy xe máy là do xe bị rò rỉ xăng. Khi xăng tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nguy cơ cháy nổ rất cao. Trong thời gian gần đây, theo thống kê, chất lượng nhiên liệu kém chiếm 50% lý do khiến cho xe máy bị cháy nổ. Nếu xăng không đảm bảo chất lượng sẽ làm phá hủy hệ thống ống dẫn nhiên liệu hoặc khiến áp suất hơi trong bình tăng cao và làm rò rỉ xăng. Khi gặp một nguồn nhiệt dù đủ nóng sẽ gây cháy. Theo các chuyên gia, cách hiệu quả để phòng ngừa tình trạng cháy nổ xe máy, đảm bảo sự an toàn cho phương tiện là thường xuyên bảo dưỡng hệ thống điện, bộ chế hỏa khí, bình xăng. Ngoài ra, người điều khiển xe cũng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện tình trạng hở điện, rò rỉ xăng, nên mua xăng dầu ở những cơ sở uy tín. Thưa quý vị, thời tiết Bắc Trung Bộ chuẩn bị bước vào đầu mùa khô nên các siêu thị trung tâm thương mại tại Nghệ An đã triển khai phương án phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu năm. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này từ phóng viên Thủy Lâm tại Nghệ An. Kính thưa quý vị, các siêu thị, trung tâm thương mại là nơi chứa rất là nhiều hàng hóa cũng như là đông người qua lại giao lưu buôn bán. Ở đây thì có rất là nhiều hàng hóa có nguy cơ cháy cao. Chính vì vậy mà việc lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng tiêu chuẩn cũng như là đội ngũ vận hành hệ thống đó rất là quan trọng. Về việc an toàn phòng cháy chữa cháy tại siêu thị và trung tâm thương mại thì chúng tôi có phần trao đổi ngắn đối với ông Đặng Ngọc Hà, trưởng bộ phận đội an ninh siêu thị Bixi thành phố Vinh. Thưa ông, là ông có thể cho biết là công tác phòng cháy chữa cháy tại siêu thị hiện nay thực hiện như thế nào? Hướng dẫn cho tất cả nhân viên, từ nhân viên tiếp thị đến nhân viên hành lang thương mại phải chấp hành và thực hiện đúng những điều quy định của siêu thị. Và tất cả hệ thống thiết bị phòng cháy được kiểm tra định kỳ từ ngày 1 và đến ngày 15, một tháng chúng tôi có 2 lần định kỳ để kiểm tra để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi họ đến siêu thị. Về trong mùa hè sắp tới thì công tác phòng cháy chữa cháy đã có những cái chuẩn bị, cái kế hoạch như thế nào để tăng cường cái an toàn phòng cháy chữa cháy vào mùa hè? Chúng tôi sẽ làm công tác chuẩn bị đến lúc mà trước khi mà vào mùa hè, nhiệt độ và khí hậu nó sẽ cao lên và nhất là ở miền Trung. Chính vì như thế cho nên ban giám đốc cùng với tất cả tập đoàn ở làm thế nào để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi vào siêu thị. Để đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ là bố trí cho tất cả nhân viên bảo vệ và cùng với tất cả trang thiết bị được thực hiện công tác chuẩn bị tốt để đảm bảo đón khách khi vào siêu thị họ yên tâm mua sắm và vui chơi giải trí tại siêu thị trong dịp hè này. Trung tâm thương mại Bixi Vinh với diện tích 4 tầng nội và 1 tầng hầm với đa dạng phong phú các mặt hàng là cơ sở trọng điểm nên nếu để xảy ra cháy nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tại siêu thị không chỉ đầu tư trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy đúng tiêu chuẩn, mà đội an ninh tại đây luôn thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì phòng cháy, đảm bảo sử dụng kịp thời có hiệu quả khi xảy ra sự cố. Phân công lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, tăng cường tuần tra kiểm tra, ứng trực để kịp thời ngăn chặn và xử lý hiệu quả sự cố về cháy nổ. Chúng tôi dừng con người trường hợp, những khách, những con người nhân viên và bảo vệ gần nhất ở đó sẽ xử lý với phong cách là mình xử lý với trường hợp gần nhất để bảo vệ phong tỏa, gọi lại ở trong cái vòng góc độ của mình ở gần nhất. Về kiến trúc xây dựng và công năng sử dụng, tại đây, việc bố trí sắp xếp hàng hóa cơ bản khoa học, có tầng hầm dùng làm gara, các tầng khác dành cho các mặt hàng khác nhau, nhiều loại vật liệu, mặt hàng dễ cháy đã được đội an ninh để xa với hệ thống điện. Cán bộ và nhân viên chuyên trách về phòng cháy chữa cháy luôn nắm rõ cách sử dụng, vận hành các thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ. Với sự hỗ trợ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An, bộ phận an ninh của siêu thị Big C Vinh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng cháy, cắt cử người trực 24/24, thường xuyên kiểm tra, giám sát và bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo vận hành thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, hỏa hoạn có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong chưa hẳn do cháy mà là do chết ngạt. Khi lửa bùng phát dữ dội, người dân phát hiện chậm và lúng túng nên không thể thoát ra ngoài ngay lập tức, dẫn đến ngạt khói, đuối sức. Vậy trong những trường hợp như vậy, người dân cần làm gì để ngăn khói lửa lọt qua cửa, gây ngạt trong khi chờ lực lượng cảnh sát 114 tới ứng cứu? Hãy tìm hiểu ngay sau đây qua tiểu mục Điều Cần Biết. Khi thoát hiểm cần nhớ những điều sau: không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà. Không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy. Sử dụng khăn ướt bịt mặt, tránh hít phải quá nhiều khói độc. Ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy, bởi điện gây cháy nổ sẽ khiến đám cháy bùng phát nhanh hơn. Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần và đóng tất cả các cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh. Đặt mu bàn tay lên cánh cửa. Nếu thấy ấm, đừng mở. Không dùng lòng bàn tay để tránh bị bỏng. Nếu tay nắm cửa mát và không thấy khói quanh cửa, bạn có thể mở cửa chậm và cẩn thận, phải tránh mặt và người sang một bên để phòng lửa tạt. Khi mở cửa, nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng, hãy đóng cửa thật nhanh và thật chặt. Tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn. Luôn giữ cơ thể ở vị trí thấp để tìm đường thoát hiểm khi phòng bị nhiễm khói. Nếu quần áo của bạn bị cháy, dừng chạy, nằm xuống và lăn người vòng quanh để dập lửa. Làm gì khi không thể ra ngoài ngay lập tức, khi lửa hay khói đã chặn mất lối thoát nạn chính? Nếu đang ở tầng thấp thì có thể thoát ra ngoài qua đường cửa sổ hoặc ban công. Ném chăn, gối đệm xuống đất để đỡ bạn, tránh bị chấn thương khi nhảy xuống. Nếu không thể ra ngoài, hãy tập hợp mọi người vào một phòng, ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo ướt hoặc băng dính. Kêu cứu từ cửa sổ. Tuyệt đối không được nấp dưới gầm giường hoặc phòng, tủ để đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn. Tuyệt đối không quay lại. Khi đã thoát ra ngoài được, tuyệt đối không quay vào khu vực bị cháy vì có thể sẽ bị nguy hiểm. Nếu bên trong còn có người mắc kẹt, hãy mô tả thật chi tiết để giúp lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất. Thưa quý vị, các chuyên gia phòng cháy chữa cháy nhận định có đến 80% nạn nhân các vụ cháy là do khói. Trong tất cả các trường hợp, mọi người phải cố gắng bảo vệ được cơ quan hô hấp của mình, tránh hít phải khói và khí độc. Hãy di chuyển nhanh chóng ra khỏi khu vực nhiễm khói càng nhanh càng tốt. Qua hướng dẫn của chương trình, ngoài các kỹ năng tránh ngạt khói, các gia đình cần thiết trang bị mặt nạ phòng độc. Trước cửa bếp nên có một chiếc bình chữa cháy. Các chung cư cao tầng nên trang bị dây hạ chậm để thoát xuống đất an toàn. Tới đây, chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ ngày 2 tháng 3 xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVCAS đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 20:50 ngày 3 tháng 3 trên VTC 14.